Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 15 Xin mời mở bản kinh ra Phẩm thứ hai Phân thân tập hội Bắt đầu xem từ đoạn thứ hai ừ. Nhĩ thời thế tôn Thư kim sắc tí Mà bách thiên vạn ức Bất khả tư, bất khả nghị Bất khả lượng, bất khả thuyết Vô lượng A Tăng Kỳ Thế Giới Chư Phân Thân Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Đảnh lần trước dẫn đến chỗ này ý nghĩa ở trong đây rất sâu từ trong lời khai thị của thế tôn chúng ta liền biết phân thân của bồ tát địa tạng thật sự là vô lượng vô biên tại vì sao bồ tát phải dùng nhiều phân thân như vậy Chúng ta phải nghĩ đến vấn đề này Tất nhiên là Chúng sanh Tạo tác ác nghiệp Trong tất cả mười phương thế giới Quá nhiều quá nhiều rồi Cho nên Bồ Tát Địa Tạng Phải dùng phân thân để độ hóa Đây là biểu thị ý nghĩa này Người tạo tác ác nghiệp Vô lượng vô biên Thế Tôn nói tiếp Nhi tác thị ngôn Ngô Ư ngũ ngủ được ác thế Giáo hóa như thị can cường chúng sanh Lệnh tâm điều phục Xã tà quy chánh Thập hữu nhất thị thượng ác tập tại Phật an ủi Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát Địa Tạng từ bi đến cực điểm Cùng chung một đạo lý Thích Ca Mâu Ni Phật Cũng là từ bi đến cực điểm Bồ Tát phân thân vô lượng vô biên Phật lại có khác gì đâu chứ Chúng ta xem thấy trong Kinh Phạm Võng Trăm ngàn ức hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật Bồ Tát Địa Tạng cũng giống như thế tôn vậy chúng ta liền liên tưởng đến hết thể chư phật như lai không có vị nào mà không như vậy cho nên sự thật này nói với chúng ta là số lượng phật bồ tát còn nhiều hơn cả số lượng chúng sanh tạo tội nghiệp tâm đại từ đại bi này chúng ta không thể tìm ra ngôn từ nào để tán thán được nhưng chúng sanh thật sự là can cường khó giáo hóa tập khí quá nặng phật bồ tát giáo hóa chúng sanh dạy họ bỏ tà về chánh Thập hữu Nhất nhị thượng ác tập khí tại Hay nói cách khác Phật Bồ Tát Độ thoát được Bảy tám phần Số người được độ thoát như vậy Chẳng phải rất nhiều sao Bảy tám phần Các chị nên biết Số người nói ở đây là chúng sanh Căng cơ chín mùi Người căn cơ chưa chín mùi thì không nói Chỉ nói chúng sanh căn cơ chín mùi cũng chính là nói Thiện căn phước đức của họ Chính mùi rồi Phật Bồ Tát Đến tạo tăng thượng duyên cho họ Là có ý nghĩa này Phần lớn những người này Đều có thể tiếp nhận Phật Pháp Y giáo phụng hành Nhưng vẫn còn Một hai phần Số ít người Tập khí ác vẫn còn chúng ta xem thấy trong kinh hoa nghiêm có mười loại chúng trong đó liệt kê ra mười loại lớn đến để nghe kinh trong những đoàn thể nhỏ chúng ta có thể nhận biết được trên thực tế trong đạo tràng của chúng ta cũng có thể nhận thấy được nếu họ không có thiện căn phước đức Chúng ta giảng kinh ở đây Họ làm sao có thể đến nghe được chứ Họ nghe cũng rất chăm chú Dường như tu hành cũng rất cố gắng Nhưng được một lát Thì tập khí xấu lại nổi lên Những người này là thuộc về Một hai phần này Loại người này Đời này có thể được độ hay không gì Không thể được độ Chỉ là gieo thiện căn mà thôi nên Phật giao phó loại chúng sanh này cho Bồ Tát Địa Tạng Phật vẫn chưa có độ hết những người căn tánh chưa chín mùi này. Mong muốn Bồ Tát Địa Tạng độ tiếp tục cho đến khi Di Lặc Phật ra đời. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Ngô Diệt phân thân thiên bách ức quản thiết phương tiện Thích Ca Mâu Ni Phật ở đây đã nói ra rồi Phía trước là nói tổng quát Chỗ này là nói tỉ mỉ Phần căn tánh chúng sanh ra thành Bốn loại Ba loại phía trước Trong bốn loại này Đều được độ Loại sau cùng là một hai phần này Phật nói cụ thể ra cho chúng ta Hoặc hữu lợi căng văn tức tín thọ đây là người căn tánh thượng thượng vừa tiếp xúc phật pháp họ liền tin liền tiếp nhận y giáo phụng hành ngay nên họ được độ rồi đây là chúng sanh được độ vào thời chánh pháp loại thứ hai hoặc hữu thiện quả cần khuyến thành tựu Thiện căn phước đức Cũng khá là sâu dày Nhưng cũng không bằng hạ người phía trước đó Nếu như chúng ta phân chia Theo ba thời kỳ Pháp dẫn của Phật Thì đây là nhóm người Được độ vào thời tượng Pháp căn tánh họ sáng lẻ hơn nhiều So với chúng ta hiện nay Hoặc hữu ám độn Cửu hóa phương quy đây là người căng tánh ám độn Ám là không có trí huệ Độn là căng tánh không lanh lợi Đối với loại chúng sanh này Phật không từ bỏ Cửu hóa Nghĩa là dùng thời gian rất dài Để giúp đỡ họ Chúng ta thường nói Thâm nhập một môn Trường kỳ huân tu họ từ từ mới có thể giác ngộ được đây là thuộc vào nhóm chúng sanh thời kỳ mạt pháp hoặc hữu nghiệp trọng bất sanh kính ngưỡng đây không phải chỉ người bên ngoài mà là chỉ tứ chúng đệ tử trong cửa phật chúng ta thậm chí là cũng xuất gia cũng thọ giới cũng là pháp sư Cũng đã làm trụ trì rồi Nhưng đối với Phật Pháp Không có lòng kính tin ngưỡng mộ Tuy nhìn thấy tượng Phật Cũng đánh lễ, cũng bái lại Mà tuyệt đối không chịu y giáo phụng hành Đây chính là không có lòng kính tin ngưỡng mộ Có lòng kính tin ngưỡng mộ Thì nhất định là y giáo phụng hành Còn họ không chịu làm Phật dạy chúng ta không tham Nhưng vẫn cứ tham không bỏ Phật thì chúng ta không si Nhưng vẫn cứ ngu si như thường Loại này chính là không sinh lòng kính tin ngưỡng mộ Vì sao không có lòng kính tin ngưỡng mộ Nghiệp chướng quá nặng Lời Phật dạy Tuy họ có nghe Họ cũng biết nói Nhưng họ có hoài nghi Họ xem trọng lợi ích trước mắt Lợi ích trước mắt Không chịu từ bỏ Không chịu buông xả Cũng tranh danh đoạt lợi Giống như người thế gian vậy Lỗi lầm là ở chỗ này Chúng sanh loại này Như vừa rồi có nói Thuộc vào một hai phần sau cùng Họ tiếp xúc Phật Pháp Gieo các thiện căn trong Phật Pháp Nhưng đời này không thể thành tựu Đây là nhóm sau khi Pháp của Thế Tôn diệt rồi Đến vị Phật kế tiếp Là Di Lặc thành Phật Khi nào Bồ Tát Di Lặc thành Phật vậy? Trên kinh Di Lặc Hạ Sanh Đã nói cho chúng ta biết Là 56 ức 7.000 dạng năm sau thì Phật Di Lặc mới ra đời. Cách tính thời gian này như thế nào vậy? Trên thực tế các vị tính xem, không khó, có thể tính ra. Bồ Tát Di Lặc hiện nay ở cung trời đâu xuất? Một ngày ở cung trời đâu xuất là 400 năm nhân gian. Tuổi thọ của thiên nhân cung trời đâu xuất rất dài. Một năm cũng có 365 ngày Dựa theo cách tính này Tuổi thọ của Tứ Vương Thiên Là 500 tuổi Tuổi thọ của Đao Lợi Thiên Là 1.000 tuổi Tuổi thọ của Giả dạ Ma Thiên Là 2.000 tuổi Tuổi thọ của Đông Xuất Thiên Là 4.000 tuổi Thọ 4.000 tuổi Một ngày của họ là 400 năm nhân gian của chúng ta. Bạn cứ như vậy mà tính ra, đại khái là 56 ức 7 ngàn vạn năm. Con số này do người trước đây tính ra, có chính xác hay không không sao cả. Bạn tự mình có thể tính được rồi. Sau một thời gian dài như vậy, thì Phật Di Lặc mới xuất hiện ở thế gian. Thời gian không có Phật ở khoảng giữa đó là rất dài, rất dài. Chúng sanh khổ nạn trong khoảng thời gian này thế tôn liền giao phó cho bồ tát địa tạng đại diện cho phật đến độ hóa cho nên khi phật không còn trụ thế thì bồ tát địa tạng là người đại diện cho phật đà vì thế chúng ta xem thấy ở trong pháp hội bồ tát văn thù phổ hiền đều vô cùng cung kính đối với bồ tát địa tạng bởi vì bồ tát địa tạng là đại diện của phật đà chúng ta xem thấy lễ tiết ngôn từ của các ngài không giống như trong những kinh điển khác các ngài rất cung kính như thị đẳng bối chúng sanh các cát sai biệt phân thân độ thoát ân đức của chư phật bồ tát đối với chúng sanh lớn lao như vậy Thế gian không có gì sánh bằng Ai có thể sánh bằng Trong mỗi niệm không từ bỏ chúng sanh Căn cơ chín mùi cũng độ Chưa chín mùi vẫn cứ độ Căn cơ chưa chín mùi thì giúp họ chín mùi Nếu đã chín mùi rồi thì nhất định được độ Thời kỳ mạt pháp Chúng sanh căn cơ chính mùi Chính là tịnh độ Người có thể thật sự tin theo những gì Pháp môn tịnh độ dạy Thật thà niệm Phật cầu nguyện giảng sanh Thì đó là những người căn cơ chính mùi Của thời kỳ mạt Pháp Sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Liền bất thối thành Phật Là căn cơ chính mùi Thời kỳ mạt Pháp Chúng sanh căn tánh chưa chính mùi Là những người nào vậy người không thể tiếp nhận những gì tịnh độ dạy. Chúng ta ngày nay nhìn thấy người học thiền học mật, học những pháp môn khác. Chúng ta biết rất rõ, vì sao vậy? Họ trong đời này nhất định không có năng lực tự mình đoạn phiền não. Những pháp môn lớn khác cũng không ngoại lệ, kiến tư phiền não đoạn rồi mới có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Thoát khỏi lục đạo Nhưng vẫn ở thập pháp giới Thập pháp giới Vẫn còn ở trong cái dòng lớn Vẫn là có giới hạn rồi Cần phải đoạn tiếp Trần xa phiền não Tiến thêm một bước Phá một phẩm vô binh Mới thoát khỏi thập pháp giới Chứng được pháp thân Giảng sanh về nhất chân pháp giới Phần lớn nhất chân pháp giới đều là ở thế giới hoa tạng, như trong kinh Hoa Nghiêm đã nói. Khó, sự việc này quá khó, quá khó. Đừng nói đến đoạn kiến tư phiền não, mà một phẩm kiến hoặc cũng không dễ dàng. Được mấy người có thể phá nổi thân kiến của mình Có thể không nghĩ đến sự hưởng thụ Của cái thân này Sau khi phá cửa ải này xong Thì mới phá được một phần kiến hoặc 88 phẩm mà mới phá được một phần Là phải tuyệt đối không có ý niệm gì sự hưởng thụ của cái thân này Mà khởi tâm động niệm Thì bạn mới phá được một phẩm thân kiến Trong 88 phẩm phá được một phẩm Không có tác dụng gì chúng ta từ chỗ này mới biết tu những pháp môn khác thật sự phải là người lợi căn thiện quả như phật nói mới được chúng ta lợi căn thiện quả đều không có vẫn còn một chút thiện căn phước đức nhân duyên như thế này nghe được giáo lý tịnh độ một lòng một giả thành thật niệm phật như vậy mới có thể có được một chút thành tựu đoạn kinh văn này dưới đây là nói về phổ hiện sắc thân đúng như lời trong kinh lăng nghiêm nói cần dùng thân gì để độ thì phật bồ tát liền hiện thân ấy phật bồ tát ở thế gian phàm phu mắt thường chúng ta không thể nhận biết nói thật ra ở thế gian có rất nhiều rất nhiều ở trong tầng lớp thấp của xã hội đều có phật bồ tát chúng ta không có tâm cảnh giác cao cho nên thường hay đắc tội với phật bồ tát khinh mạng phật bồ tát xem thường phật bồ tát tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp mà mình không biết Nhưng Phật Bồ Tát tuyệt đối không trách tội bạn Người hiểu rõ những sự thật này Thì nhất định không dám sanh tâm khinh mạng đối với tất cả chúng sanh Sở dĩ chư Phật Bồ Tát thị hiện như vậy Ý nghĩa quan trọng chính là để dạy chúng ta Tu hạnh phổ hiền lễ kính chư phật luôn chân thành cung kính đối với mọi người mọi sự mọi vật để đoạn trừ phiền não cống cao ngã mạng của mình mọi người trong lịch sử ai cũng đều nghe biết Hai vị Hàng Sơn Thập Đắc Ở Chùa Quốc Thanh Là hóa thân của văn thù Phổ hiện. Các ngài ở trong chùa làm việc gì vậy? Làm công quả, lặt giặt Như chẻ củi, gánh nước, nấu cơm dưới bếp Có ai xem trọng các ngài không? Phong Can là A-di-đà Phật tái lai Ngài làm gì trong chùa vậy? Giả gạo, làm công việc nặng nhọc trong nhà bếp phục vụ đại chúng ở trong tự diện không có người nào xem trọng ngài sự thật này đến sau này mọi người mới biết mới biết hóa ra là phật bồ tát chăm sóc chúng ta mà chúng ta hằng ngày cứ đắc tội với các ngài hối hận không kịp rồi đạo tràng chúng ta lẽ nào không có phật bồ tát hay sao có lẽ phật bồ tát đang làm việc ở trong nhà bếp nhưng các bạn không biết hằng ngày còn chê bai các ngài nên phải biết quả thật hóa thân của phật bồ tát thật sự là luôn luôn ở xung quanh chúng ta chỗ này nêu ra mấy thí dụ để nói hoặc hiện nam tử thân hoặc hiện nữ nhân thân hoặc hiện thiên long thân hoặc hiện thần quỷ thân những gì này mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy chúng ta không nhìn thấy họ nhưng họ nhìn thấy chúng ta họ ở xung quanh chúng ta vẫn có thể ảnh hưởng chúng ta trước đây lão cư sĩ chu kính trụ kể tôi nghe nhân duyên học phật của ông là do ban đêm ông dịch thấy quỷ nên mới tin ông là người học khoa học làm quan cũng rất lớn đối với những chuyện này ông cho rằng mê tín không tin ông tiếp xúc rất nhiều nhưng toàn là nghe người khác kể coi như là nghe kể chuyện mà thôi nên bán tính bán nghi làm sao ngài xin khởi niềm tin chân thật vậy ngài kể tôi nghe Thời kỳ kháng chiến Ngài ở Trùng Khánh Mỗi tối chơi bài mạc trượt với những người bạn Đại khái Đến 1-2 giờ khuya mới trở về nhà Vào thời đó Là đi bộ chứ không có đi xe Đèn đường rất xa Mới có một cái Ánh sáng của đèn đường đại khái sáng bằng 20 ngọn nến Trên đường trời tối ôm như mực trên đường ông đi về nhà quãng đường cũng khá dài cũng không có cảm thấy gì ông nói thấy có một người đi ở phía trước không quá xa là một người nữ lúc ban đầu ông cũng không để ý đi được một lúc thì bỗng nhiên ông nghĩ đến sao cô này một mình đi trong đêm khuya như thế này ông vừa nghĩ vậy thì thấy sợ tóc gáy nhìn lại người nữ đó thì thấy có nửa thân trên mà không có chân lúc này ông mới hoảng sợ vì nhân duyên này ông mới đến học phật thật sự học phật rồi sau khi học phật ông nói có lẽ là quan âm bồ tát hóa thân hoặc hiện thân quỷ thần nếu không phải do chính mắt mình nhìn thấy đích thân gặp phải thì cho dù người nào nói thì ông cũng bán tính bán nghi Giống như nghe kể chuyện vậy Do thấy như vậy Ông mới bước vào cửa Phật Kinh văn phía dưới Hoặc hiện sơn, lâm, xuyên, nguyên Hà, trì, tuyền, tỉnh Lợi cặp ư nhân Tất giai, độ thoát Đây là hiện thân Vô tình khi bạn đi dạo chơi hiện tại khắp các nơi mọi người đều đề sướng đi tham quan du lịch bạn đi du ngoạn nhìn thấy những cảnh sắc núi sông cây cối hoa cỏ này nếu sau khi nhìn thấy liền có cảm ngộ Thì đó đều là do chư Phật Bồ Tát biến hiện ra Tại vì sao người khác nhìn thấy không khai ngộ Còn bạn nhìn thấy thì khai ngộ vậy Cho nên một người khai ngộ không nhất định là do nhân duyên gì Phạm điều gì giúp bạn khai ngộ Bất luận là người, là sự hay là vật thì không có cái nào không phải là do Phật Bồ Tát gia trị Sau đó bạn mới biết Phật Bồ Tát không những thị hiện thân hữu tình Ở xung quanh bạn Mà còn thị hiện thân vô tình Chúng ta nói năng Thân thể tạo tác Khởi tâm động niệm thậm chí là chính mình không biết mình là ngu tối ngu si tối tâm chậm lục chính mình còn không biết chứ phật bồ tát biết rất rõ ràng rất minh bạch cổ nhân có nói là trên đầu ba thước có thần minh lời nói này không hề giả dối số lượng quỷ thần nhiều, số lượng Phật Bồ Tát còn nhiều hơn, đều là đại từ đại bi, niệm niệm không ngoài diệt cảm hóa chúng ta, khiến cho chúng ta quay đầu là bờ, sớm thoát khỏi sáu cõi luân hồi, không tạo tác tất cả tội nghiệp nữa. Phàm là những gì lợi ích cho chúng sanh Đặc biệt là có lợi cho chúng sanh khai ngộ Lợi cho chúng sanh giải thoát Chúng ta biết Đều là do Phật Bồ Tát gia trị Phật Bồ Tát không có nơi nào mà không hiện thân Hoặc hiện Thiên Đế Thân Hoặc hiện Phạm Vương Thân Chúng ta đọc đến câu này Thì không nên xem thường tín đồ tôn giáo khác chúng ta đối với hết thảy mọi tín đồ tôn giáo đều phải cung kính phải có tâm cung kính có thái độ cung kính không có khác gì đối với phật bồ tát vì sao vậy hạng chúng sanh đó phật không độ họ được vì họ tin vào thượng đế nên phật bồ tát liền hiện ra thân thượng đế để độ họ chẳng phải là sự việc giống nhau hay sao không có gì khác biệt cả chẳng qua là họ đi đường vòng mà thôi trước tiên phải sanh thiên sau đó mới học phật chúng ta hiện nay đã học phật vậy là thù thắng hơn họ nhiều rồi họ phải đi đường vòng họ không cung kính đối với chúng ta là đương nhiên rồi vì họ không hiểu mà Họ có thành kiến, họ có chấp trước Họ bài xích Chúng ta đối với họ không thể không cung kính Chúng ta biết Trên trời hai cõi nhân gian Phật Bồ Tát hóa thân vô lượng vô biên Thiên đế người Trung Quốc gọi là Ngọc Hòa Đại Đế Là được đạo giáo sùng bái Phương Tây có một số tôn giáo gọi là Thượng Đế Đại khái đều là vua trời đao lợi Phạm Vương Đại Phạm Thiên Vương Ở Ấn Độ có một số tôn giáo Họ sùng bái Đại Phạm Thiên Hoặc hiện chuyển luân vương thân Phước báo của vua chuyển luân rất lớn đây là thuộc về cõi người phước báo lớn nhất của cõi người là vua chuyển luân thời cận đại của chúng ta trong một số bài báo khoa học viễn tưởng thường hay đưa tin có vật thể bay không xác định ngoài hành tinh xuất hiện trên trái đất của chúng ta có rất nhiều bài báo dạng này rất nhiều thậm chí là còn nói có người ngoài hành tinh luân bảo của luân vương nó thật ra vô cùng giống đĩa bay đây là công cụ giao thông cũng là vũ khí của họ những người này mặc dù là có lái đĩa bay đến trái đất của chúng ta họ có phải là vua chuyển luân không chưa chắc là người do vua chuyển luân phái đến nơi này để tuần tra xem nhất định không phải vua chuyển luân làm sao biết vậy vua chuyển luân từ bi đối với tất cả chúng sanh nhất định không làm tổn hại cho nên chúng ta nếu như xem nó là công cụ giao thông của luân vương thì họ nhất định là sứ giả của Luân Vương. Là giống như chúng ta hiện nay phái người đi thám hiểm ngoài vũ trụ vậy. Người Mỹ thám hiểm vũ trụ rồi. Người Nga cũng đi rồi. Tuyệt đối không phải là Tổng thống Mỹ hay Tổng thống Nga, không phải là phái người đi mà thôi. Đây là điều chúng ta có thể tưởng tượng được hiện thân vua chuyển luân hoặc hiện cư sĩ thân hoặc hiện quốc vương thân hoặc hiện tế phụ thân tế phụ là làm quan tức là đại thần chúng ta gọi là đại thần hiện nay gọi là tổng lý thủ tướng bộ trưởng ở đây gọi là tế phụ hoặc hiện quan thuộc thân đây chính là cán bộ quan chức thông thường Đây là thân phận của người tại gia Hoặc hiện tỳ kheo, tỳ kheo ni Ưu bà tắc, ưu bà di thân Đây là thị hiện thân phận học Phật Bởi vì ở đây có ưu bà tắc, ưu bà di Phía trước có cư sĩ Ở trong đây có sự khác biệt Chữ cư sĩ đó không nhất định là học Phật Họ là những người tại gia có học vấn có đạo đức Không có ra làm quan Chỗ này có một chút khác biệt như vậy Nãy chí thanh văn là hán bích chi Phật Bồ Tát đẳng thân Nhi dĩ hóa độ Phi đảng Phật thân đọc hiện kỳ tiền Thích ca mâu ni Phật thể hiện lần này là dùng thân Phật thị hiện Thích Ca Mâu Ni Phật ngoài dùng thân Phật thị hiện ra Còn thị hiện đủ dạng thân khác nhau Trăm ngàn muôn ức ứng hóa thân Đều ở thế gian của chúng ta Chúng ta muốn hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật Hiện nay có còn hay không? Đương nhiên còn Nhưng không phải dùng thân Phật xuất hiện Phạm phu chúng ta cho rằng Thích Cao Ni Phật đã diệt độ rồi Diệt độ là thân tướng Phật diệt độ Nếu như Ngài là hiện thân Người nam thân người nữ Thân trời rồng thân quỷ thần Thân cư sĩ thân tể quan Thân tỳ kheo Tỳ kheo ni Chúng ta làm sao biết được chứ Có mọi lúc Ở mọi nơi ở trong lịch sử chúng ta chỉ biết Trí giả đại sư là Thích Ca Mâu Ni Phật Tái Lai Ngài hiện là thân tỳ kheo Đây là thân phận để lộ ra cho mọi người biết Còn thân phận hoàn toàn không để lộ ra Thì quá nhiều quá nhiều rồi Thân phận để lộ ra Chỉ là một vài phần dạng mà thôi tuyệt đại đa số là không để lộ thân phận nếu thân phận thường hay để lộ sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đối với sự hoàn truyền phật giáo bất lợi cho việc giáo hóa chúng sanh chỉ thỉnh thoảng lộ ra một chút điều này chúng ta nhất định phải biết Cho nên đối với tất cả mọi người Phải thường giữ tâm cung kính Thái độ của chúng ta Phải thường giữ tâm hoan hỷ Phải hiểu được đạo lý này Chư Phật Bồ Tát Không gì nào là không như vậy Xin xem tiếp kinh văn phía dưới Nhữ quán Ngô lụy kiếp cần khổ độ thoát Như thị đẳng năng hóa can cường Tội khổ chúng sanh Thích Ca Mâu Ni Phật Thể hiện Làm tấm gương cho Bồ Tát xem Dạy Bồ Tát Bồ Tát phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân liền có năng lực biến hóa ra trăm ngàn muốn ước hóa thân cần phải học phật quản độ chúng sanh bồ tát viên giáo sơ trụ bồ tát biệt giáo sơ địa là có thể tùy loại hóa thân chúng ta ở trong kinh lăng nghiêm xem thấy bồ tát quan thế âm các vị nhất định phải biết trong kinh lăng nghiêm nói quan âm bồ tát là bồ tát sơ trụ không phải bồ tát đẳng giác ngày kể quá trình tu hành của mình đem lý luận và phương pháp căn cứ để tu hành đem ra báo cáo cho mọi người biết Công phu của Ngài là phản văn văn tự tánh Tánh thành vô thượng đạo Phá một phẩm vô minh sau khi kiến tánh xong Ngài liền có năng lực biến hóa ra 32 ứng thân nên chúng ta ở trên hội lăng nghiêm xem thấy quan âm là bồ tát sơ trụ là phát tâm trụ tâm bồ đề vừa mới phát ra liền có năng lực lớn như vậy trên Kinh Hoa Nghiêm xem thấy Bồ Tát Quan Thế Âm Chỗ này sau này sẽ nói đến 53 lần tham vấn của thiện tài đồng tử Tham vấn Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Thế Âm là đại biểu cho quả vị thất hội hướng Là Bồ Tát thất hội hướng Phẩm phổ môn trong Kinh Pháp Hoa Là Bồ Tát Quan Âm Đẳng Giác Bồ Tát Giống như Phổ Hiền trong Hoa Nghiêm nói vậy Có đạo tiền Có đạo vị Đạo tiền là trước khi chứng đẳng giác Có thể nói Từ quả vị sơ tính Đến pháp dân địa Gọi là đạo tiền Đẳng giác Là đạo vị Sau khi thành Phật Lái ngược thuyền từ Dùng lại thân Bồ Tát Để độ hóa chúng sanh Đó là như Thế Tôn chỗ này nói Không nhất định là hiện thân gì Họ có năng lực cảm ứng đạo giao Với tất cả chúng sanh Trong tận hư không khắp Pháp giới Chúng sanh có cảm Họ liền có ứng cảm của chúng sanh có hiển có ẩn hiển là gì có tâm cầu phật bồ tát ẩn là gì cái ý niệm mình cầu phật bồ tát đó ngay cả mình cũng không biết điều này rất kỳ lạ tại vì sao mình cầu phật bồ tát đến giúp đỡ mà mình vẫn không biết nói thật ra là thiện căn phước đức của chính mình đã chín mùi rồi mà mình không biết nhưng thực sự chính mùi này của bạn đã cảm động chư phật bồ tát rồi nên chư phật bồ tát nhất định ứng hóa đến làm tăng thượng duyên cho bạn đến giúp đỡ bạn đến thành tựu cho bạn bạn không tìm các ngài các ngài đến tìm bạn trong kinh vô lượng thọ nói làm bạn không mời của tất cả chúng sanh bạn không thỉnh ngài ngài cũng tự đến bên dưới đây là thế tôn giao phó cho ngài kỳ hữu vị điều phục giả tùy nghiệp báo ứng nhược đọa ác thú thọ đại khổ thời nhữ đương ức niệm ngô tại đau lợi thiên cung ân cần phó chúc Lệnh sa bà thế giới Chí di lạc xuất thế Dĩ lai chúng sanh Tất sự giải thoát vĩnh ly chư khổ Ngộ Phật thọ ký Thích ca mâu ni Phật Tại cung trời đau lợi Đem diệt độ hóa chúng sanh Ủy thác cho Bồ Tát Địa Tạng Rất rõ ràng Minh bạch như vậy Những người đã từng ở trong thời gian giáo hóa của Thế Tôn, kể cả thời kỳ mạt pháp, cũng chính là nói ở trong thời pháp vận 12.000 năm của Thích Ca Mâu Ni Phật đã từng nghe danh hiệu Phật, đã từng thấy tượng Phật. Phật còn tại thế nhìn thấy Phật, Phật không còn tại thế thì thấy qua hình ảnh của Phật. Tượng điêu khắc cũng được Ảnh vẽ cũng được Hoặc giả nghe qua danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật Thấy qua tam bảo trên hình tượng Bất luận tam bảo này là thật hay là giả Là có tu hay là không tu Cũng không có sao Chỉ cần bạn tiếp xúc qua Là đã gieo thiện căn rồi Tuy là gieo thiện căn, nhưng tập khí nghiệp ác của họ rất nặng. Người có thiện căn sâu dày thì sẽ sanh một chút tâm cung kính, nhưng không chịu y giáo phụng hành. Người thiện căn mỏng, có một số người không những không sanh tâm cung kính, lại còn sanh tâm phỉ báng. Cái gì nên biết? chúng ta mới học phật bị một chút phỉ bán thì có đáng gì chứ chư phật như lai ứng hóa ở thế gian này bị gặp chuyện phỉ bán quá nhiều quá nhiều rồi phật không để nó ở trong tâm đây là điểm chúng ta cần phải học tập bị gặp phải mọi thứ phỉ bán làm nhục Chúng ta thấy chúng sanh tạo tội nghiệp Thì phải sanh tâm thư xót Bạn làm sao có thể trách họ được chứ Làm sao có thể quở trách họ Nếu như sau đó sanh một niệm báo thù Thế thì bạn hoàn toàn sai rồi Bạn phải biết họ ngu si Họ không có trí huệ Tập khí phiền não của họ quá nặng Tạo tác nghiệp ác Thương xót còn không hết Chứ đâu thể quở trách được chứ Đây là chư Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta xem Vậy chúng ta nên học tập như thế nào Như người tạo tội nghiệp Nhất định đọa địa ngục Nhược đọa ác thú thọ đại khổ thời Đây chính là đọa địa ngục tạo tội nghiệp Ở trong Phật Pháp Phía dưới đây là lời dặn dò của Thế Tôn Nhữ đương ức niệm Nhữ là chỉ Bồ Tát Địa Tạng Lời này là nói đối với Bồ Tát Địa Tạng Ông phải nên nghĩ đến Ngô là Thích ca mâu ni Phật tự xưng hô Thế Tôn ở cung trời đau lợi Hôm nay ân cần căn dặn Đem sự việc này Giao phó cho ông Lệnh xa bà thế giới Chí di lạc xuất thế Dĩ lai chúng sanh Đây không phải là chúng sanh thông thường Họ đều là những chúng sanh Gặp được Phật Pháp Tạo tội nghiệp Ở trong tam bảo Đây là điểm chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng Cũng chính là một hai phần mà phía trước đã nói Số lượng ở trong một hai phần là quá nhiều, quá nhiều Cho đến trước khi Di Lạc Phật ra đời Khoảng thời gian này là 56 ức 7 ngàn dạng năm Đây là con số người xưa nói Tất sự giải thoát Vĩnh ly chưa khổ Ngộ Phật thọ ký Bồ Tát Địa Tạng dùng pháp môn gì vậy? Xin thưa với các chị, Đều là dùng pháp môn niệm Phật Thời kỳ mà Pháp Tập khí nghiệp chướng của chúng sanh rất nặng Tôi những pháp môn khác Nhất định không thể thành tựu tuy đó là pháp môn bình đẳng không có cao thấp nhưng căn tánh chúng sanh không giống nhau tập nhiễm khác nhau tu học những pháp môn khác khó pháp môn niệm phật dễ dàng chúng ta ở phần trước xem thấy thánh nữ bà la môn phía sau nó là quan một nữ đều tu pháp môn niệm Phật Chỉ có pháp môn niệm Phật Giáng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Mới thật sự giải thoát Dĩ nhiên thoát khỏi các nỗi thống khổ Gặp được a di đà Phật thọ ký cho bạn Những điều này đều là sự thật Nhĩ thời Chư thế giới phân thân địa tạng Bồ Tát Cộng phục nhất hình Thế lệ ai luyến Đây là nói Bồ Tát địa tạng tiếp nhận Sự giáo phó của Thích Ca Mâu Ni Phật Và tình hình cảm động lúc đó Vô lượng phân thân có thể hợp thành một thân Cẩn dịch Ban biên dịch Tịnh không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ Amoc gmail.com Người đọc Hạnh quan Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến hương linh nhà giáo Cụ Phan Thế Phả Kính nguyện hương linh Nương nhờ Phật lực Tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo tranh phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. ngàn môi 那份。<music>